Kính thưa quý vị và các bạn, xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh ô tô cũ Mê Linh. Kênh ô tô cũ Mê Linh hôm nay xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một số mẫu xe, trong đó chủ đạo chúng tôi là giới thiệu con Spark đời 2011. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020, tức là ngày Tết Dương lịch, là Tết Tây, và là ngày mùng 7 tháng 12 năm 2019. Không có gì thay đổi thì khoảng độ 23 ngày nữa chúng ta đón một cái xuân mới năm 2020, Tết âm lịch truyền thống Việt Nam. Và kính thưa quý vị và các bạn, mình bán hôm nay quay tất cả những dòng xe bên mình hiện có, mình bán bất cứ con xe nào, bạn nào mua bọn mình cũng tặng một phần quà để cho quý vị và các bạn một chút là gọi là chiên khách hàng để cho quý vị đón xuân 2020 các bạn nhé. Mình làm video này và có một chút phần quà này mang tính tri ân khách hàng, chứ không phải là chúng ta câu like hoặc là gì. Buổi sáng hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020, tính theo ngày dương lịch, mình đã bán 5 con xe và 5 phần quà đã thuộc về những khách hàng may mắn bên mình. Và tất cả khách hàng lấy xe và đều rất hài lòng và ưng ý với những chiếc xe bên mình bán ra, và chương trình hậu mãi cũng như là dịch vụ, tất cả khách hàng mua xe đều rất hài lòng, và họ cũng phát biểu rằng chương trình bán xe như vậy là rất tốt, vì thực ra người ta vẫn mất tiền mua số tiền như vậy nhưng lại được phần quà mang về, rất vui vẻ và ủng hộ cho kênh ô tô cũ Mê Linh. Và đặc biệt bên mình hôm nay là sẽ làm video này chủ đạo về, xin nói về con Spark đời 2011 các bạn nhé. Đời 2011, một chiếc xe cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, máy 0.9, chưa đến 1 chấm các bạn nhé. Động cơ 3 máy, con này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, dành cho quý vị nào có nhu cầu sở hữu chiếc Spark đời 2011. Đây là một chiếc Spark chúng ta đang đi và thưởng ngoạn đón xuân, và mua xe chúng tôi đều có cả phần quà để cho quý vị và các bạn thưởng ngoạn. Đây là chiếc Spark đời 2011, quý vị quan sát rất ưng ý, rất ưng ý luôn. Và bên cạnh đó là chiếc Hyundai Getz đời 2010, bản đủ tư nhân chính chủ các bạn nhé. Và bên nó nữa, đó là con Kia Morning đỏ đời 2015, xe được trang bị full đồ các bạn nhé. Và bên cạnh đó là con Fiat Panda đời 2004, và bên trong đó chúng tôi còn hai con Matiz đời 2008 màu xanh cốm. Vì một dàn Matiz 5 con chúng tôi đã bán sạch, bây giờ chỉ còn có hai con màu xanh cốm đời 2008. Bạn nào mua nhanh tay để chúng tôi chào bán. Và kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta xin trở lại chiếc Spark đời 2011. Thứ nhất là chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn, thứ nhất là phần kèo cột, kèo chỉ, cũng như là phần thân vỏ, nội thất, cộng với là phần máy móc các bạn thưởng ngoạn. Và các bạn thấy hay, like, chia sẻ cho kênh ô tô cũ Mê Linh. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn dành chút thời gian để theo dõi video. Và xin kính thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi hình thức bên ngoài em nó. Hình thức bên ngoài em nó thì rất là đẹp, các bạn quan sát này, rất chi tiết, rõ ràng. Thứ nhất chúng ta phần cua lốp và phần gầm của em nó, các bạn quan sát rất ưng ý này. Và thứ hai nữa, đó là các bạn quan sát đến phần ba bô lê của em nó, rất đẹp và phẳng này. Và các bạn quan sát đến phần gầm ba bô lê của em nó bên cạnh, rất là ưng ý luôn các bạn nhé, rất ưng ý, chiếc xe rất ưng ý. Hình thức bên ngoài của em nó được dán tem thể thao, nhìn nó rất vóc dáng, làm cho chiếc xe rất mềm mại, nó không bị cứng bó các bạn nhé, nó mềm mại, làm chiếc xe rất đáng yêu để cho chúng ta di chuyển rất là đẹp. Thứ hai, xin mời quý vị và các bạn chúng ta quan sát hình thức của em nó đằng sau xe. Về cặp đèn hậu của em nó, quý vị và các bạn quan sát này, cặp đèn hậu của em nó là cặp đèn hậu zin các bạn nhé, còn nguyên cái chấm là đèn hậu zin, và biểu tượng Spark và biểu tượng GM, đây là biểu tượng của hãng GM các bạn nhé, biểu tượng Spark và Matiz Spark rất rõ ràng. Và camera hành trình và camera lùi chúng tôi đã lắp đầy đủ, và có đầu mới, cam lùi mới. Và đây là số hotline của bọn mình luôn dán đằng sau xe. Bạn nào mua xe có chương trình gì về trục trặc các loại kia, và các bạn hãy liên hệ với bên mình để bên mình được tư vấn hỗ trợ
về phần kỹ thuật, tất cả mọi vấn đề thắc mắc của quý vị và các bạn. Tất cả những con xe mình bên mình bán ra đảm bảo tuyệt đối về an ninh, trật tự. Con xe nào lỗi hoặc có vấn đề gì về an ninh, các bạn hãy giả lại xe, chúng mình giả lại tiền. Đấy là lời cam kết của bên mình. Dịch vụ nó rất rõ ràng, địa chỉ rõ ràng các bạn nhé. Ngã tư Triệu Hoa, Mê Linh, thành phố Hà Nội. Và đây, tiêu chí của mình làm việc các bạn nhé. Tiêu chí là mình việc làm việc uy tín là tạo nên thành công, sai hoàn tiền đổi xe mới cho quý vị và các bạn. Đấy là tiêu chí bọn mình làm việc. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn chúng ta quan sát đến phần keo chỉ, keo cột của xe. Và phần keo chỉ của em nó là zin tuyệt đối các bạn nhé. Keo chỉ zin, em này là keo chỉ zin luôn. Từng cái lúm cao su bảo vệ của nó vẫn còn zin tuyệt đối. Dòng xe bắc máy 1 chấm này thì quý vị và các bạn cam kết đi nó chỉ nhỉnh như một con SH đời cổ các bạn nhé. Tầm đời 202, 203 là những con SH đời thấp. Nó dòng chế cơ, nó ăn xăng rất nhiều, 6 lít. Nhưng con này chúng ta đi thì nó chỉ như vậy thôi. Bản nề, về bản nề voi voi của nó zin các bạn nhé. Tem rất đẹp để cho chúng ta đi này. Đấy. Về phần tắp ly, tắp lô các bạn quan sát này, rất đáng yêu. Và phần tắp lô, vô lăng củ số rất đẹp. Và phần tắp lô các bạn quan sát này, tắp lô của nó này, tắp lô rất đẹp luôn. Đấy, chúng ta quan sát này, tắp lô tuyệt vời luôn. Một chiếc xà bắc đời 2011 để chúng ta sở hữu, nội thất đỏ đen, trần rất đẹp. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến kèo cột của xe. Và đây kèo cột của xe rất tuyệt vời, vẫn còn nguyên bản này. Đấy, các bạn, kèo cột của xe zin tuyệt đối luôn các bạn nhé. Kèo cột của xe. Và xin mời các bạn quan sát đến kèo cột cánh sau và kèo chỉ cánh sau của xe. Và xin cam kết với quý vị rằng chiếc xe này của chúng tôi là không taxi dịch vụ. Bởi vì tại sao? Các bạn quan sát cho chúng tôi cái phần tắp ly tắp lô. Tắp ly tắp lô cam kết quý vị và các bạn không có vết khoan đục, không taxi. Cho nên nó yên tâm tuyệt đối các bạn mua về. Đừng hỏi là tại sao là nó taxi hay không anh nhé. Đây là một chiếc xe. Keo chỉ cánh sau các bạn quan sát này. Keo chỉ cánh sau là keo chỉ zin. Zin tuyệt đối luôn các bạn nhé. Zin tuyệt đối luôn. Một chiếc xe đẹp, chúng tôi đã làm đẹp tuyệt đối chiếc xe này. Quý vị về mua chỉ sẵn sử dụng. Và đây là phần keo cột của em nó, các bạn quan sát này. Keo cột của em nó, keo cột là keo cột zin luôn các bạn nhé. Zin tuyệt đối luôn. Và keo chỉ của nó cũng zin. Bạn nào mua em này nhanh tay, chúng tôi chào đón em này cho các bạn sở hữu, chỉ 115 triệu cho các bạn nào nhanh tay. Và xin mời các bạn quan sát đến phần cánh phụ của em nó. Đây là phần kèo cột keo chỉ của em nó này. Keo chỉ của em này là keo chỉ zin, kể cả cánh bên này các bạn nhé. Kể cả cánh bên này các bạn quan sát này, là keo chỉ zin luôn. Tất cả những con xe bên mình bán ra trong dịp xuân mới 2020 này, bọn mình luôn tặng cho các bạn một phần quà. Một phần quà các bạn nhé. Luôn tặng cho các bạn một phần quà để các bạn đón xuân 2020. Đây là nhằm tri ân khách hàng, chứ không nhằm câu like hoặc là khuếch trương, hoặc là khoe, hoặc là để lịnh khách lịnh các bạn nhé. Nhằm tri ân và nhằm trích ra một phần lợi nhuận để tỏ lòng mến khách của bên mình. Và bên mình luôn tặng những phần quà cho khách hàng. Còn những khách hàng trước kia mua rồi trong dịp không phải là sắp Tết này thì không có quà, thì quý vị và các bạn cũng thông cảm. Mình tặng quà là tặng quà thường xuyên, là trong chương trình bán hàng, là kể cả không đón xuân mình vẫn tặng quà các bạn nhé. Không đón xuân nhưng mình vẫn tặng quà cho quý vị và các bạn. Thì quý vị nào kể cả năm mới mua xe, đầu xuân năm mới mình cũng tặng quà để cho quý vị và các bạn đón xuân và du xuân các bạn nhé. Xe của mình vẫn còn nhiều để cho quý vị và các bạn mua xe, kể cả việc đầu xuân năm mới bạn nào có tiền, dư tiền rồi, hoặc những chỗ người ta giả lợi giả lần bạn, các bạn cần mua xe đi lại, cứ liên hệ bên mình. Bên mình vẫn còn những dòng xe để cho quý vị và các bạn mua đi lại. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đây là phần mình giới thiệu với các bạn là cánh sau của xe. Về keo chỉ cánh sau của nó, các bạn quan sát ba cánh rồi đúng không? Zin tuyệt đối, vì cánh này nữa thì các bạn quan sát này, nó zin tuyệt đối luôn. Đấy, nó hơi đứt một đoạn. Zin tuyệt đối luôn. Đây là một chiếc xe đẹp. Không chỗ nào quay kỹ như bên mình như chỗ này. Bọn mình quay cực kỳ kỹ luôn. Không táp lô dịch vụ nhá các bạn nhá, không táp lô khoan đục. Các bạn quan sát này, không khoan đục một chút nào. Không khoan đục nhá các bạn nhá. Đấy, không khoan đục. Đây là cái giấy đó, cái giấy hoặc cái gì nó dính vào các bạn nhá. Đấy. Trẻ con nó bôi kẹo cao su này. Là bôi kẹo cao su các bạn nhé. Các bạn quan sát này, xe đẹp luôn. Và nội thất của nó nội thất đỏ đen các bạn nhé. Nội thất đỏ đen,
các bạn quan sát này. Và các bạn, bạn nào mua xe này thích độ hiệu cốp điện, không dùng phải chìa khóa dòng Spark, nó bất tiện là các bạn nhé. Thứ nhất là cứ mở cốp sau là chúng ta phải mở khóa. Bạn nào mua nếu cần độ cốp điện, mình sẽ làm cốp điện cho các bạn. Các bạn chỉ ấn cho một nút nhạc ở trên là cốp là mở luôn, rất tiện lợi, không cần phải dùng đến khóa. Tại sao? Mỗi lần mở khóa chúng ta vào đây, nó mở như này, nó chảy hết đây các bạn nhé. Và nó không tiện một tí nào cả. Tại sao hãng sản xuất GM này nó không thiết kế cái cốp điện như là cốp của dòng i10 hoặc Kia Morning? Dí nhẹ ngay nó lên thôi các bạn nhé. Đấy, dí nhẹ nó lên thôi. Đây, xin mời các bạn quan sát đến phần cabo sau của xe. Phần cabo sau của xe thì các bạn quan kết với các bạn là zin tuyệt đối, zin từ A đến Z các bạn nhé. Từ A đến Z. Chiếc xe này đó là chiếc xe đẹp các bạn ạ. Và nó là chiếc xe đẹp cho nên là nó đẹp, chúng ta tả là nó đẹp. Còn nếu mà nó xấu thì chúng ta không thể nói là nó đẹp được các bạn ạ. Zin tuyệt đối luôn. Đây là một chiếc xe đẹp này. Và các bạn quan sát này. Về phần lề của nó này rất đẹp luôn. Và xin mời các bạn quan sát đến phần lốp dự phòng và sàn của nó. Sàn nó sàn zin luôn các bạn nhé. Sàn zin luôn, tuyệt đối zin. Và lốp dự phòng của nó kích tay mở đầy đủ luôn. Con nào đủ mình bảo đủ và con nào thiếu mình bảo thiếu các bạn nhé. Đấy là phần cốp. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần máy của xe. Và đây là mình xin giới thiệu với các bạn là phần nội thất. Xe được trang bị đầu màn cam nồi. Đầu màn cam nồi đầy đủ các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này. Xe rất là đẹp, mọi chức năng hoạt động bình thường. Đây là đèn trần của em nó này các bạn này, hoạt động rất là tốt này. Đấy, đầy đủ luôn. Xe rất ưng ý luôn. Một chiếc xe đẹp để cho quý vị và các bạn sở hữu. Đây là một chiếc xe rất là ưng ý. Các bạn mua em này, chúng tôi chào bán em này chỉ 115 triệu. Bạn nào mua nhanh tay cho mình các bạn nhé. Xe được trang bị đầu màn cam lồi các bạn nhé. Đây là đầu màn đang hoạt động này. Đây là phần cam lồi các bạn nhé. Đây là cam lồi này. Hai con Matiz của mình 208 đang đằng sau. Bạn nào có nhu cầu hãy gọi cho chúng mình số hotline của mình. Và đặc biệt các bạn mua xe những dòng này và tất cả các bạn mua online, mình có lời khuyên chân thành rằng các bạn mua xe làm việc trực tiếp với bên bán xe các bạn nhé, không nên mua qua trung gian. Qua trung gian, một là các bạn mua bán ở cái kênh, mình lưu ý là các bạn mua bán ở những kênh như là Chợ Tốt, Bốn Bánh là các bạn lưu ý nhé, rất nguy hiểm, rất dễ bị lừa các bạn nhé, rất bị lừa. Chính mua các bạn mua ở kênh YouTube là rất an toàn các bạn nhé. Nó an toàn tuyệt đối luôn vì có địa chỉ của cửa hàng đàng hoàng. Ở kênh Bốn Bánh và Chợ Tốt là rất hay lừa đảo. Rất nhiều khách hàng vừa rồi của mình đã bị lừa đảo và cũng điện lại cho mình và chia sẻ rằng người ta bán những con xe rẻ. Ví dụ con Spark này người ta bán chỉ có 70 triệu thôi. Vậy là ham rẻ. Mình bán 115 triệu mà người ta bán 70 triệu, người ta đặt cọc ngay 10 triệu, 20 triệu. Thế là mất tâm các bạn nhé. Đấy là mất tâm. Đấy chính là sự nhẹ dạ của chúng ta. Đặc biệt con này là bình mới các bạn nhé. Bình mới luôn. Và bình của bình Vanta, đây là một hãng bình nổi tiếng của Đức các bạn nhé, một thương hiệu nổi tiếng của Đức là hàng Vanta. Đấy, những xe chất lượng gia đình người ta mới dám dùng một cái bình như vậy. Đèn của nó là đèn zin, đầu zin hết các bạn nhé, đầu zin tuyệt đối luôn là zin. Đấy, cho quý vị và các bạn nhìn này, hai đèn pha của nó pha zin và hai đèn hậu cũng là hai đèn hậu zin các bạn nhé. Đây là một chiếc xe đẹp, các bạn quan sát rất tuyệt vời. Và đây là một chiếc xe của mình đã được tuyển kỹ, máy chấm hết luôn. Máy chấm hết nổ rong đanh, nhưng máy còn chạy như gióc đa các bạn nhé. Các bạn quan sát này, nó ăn nhớt hay không? Và máy của nó có thổi hơi thừa hay không? Các bạn quan sát này, không một tí hơi thừa các bạn này. Chấm hết luôn. Riêng Spark mà máy được như này là tuyệt vời các bạn nhé. Máy tuyệt vời luôn. Cho nên các bạn mua em này khỏi phải nghĩ. Phải nghĩ luôn, xe rất tuyệt vời để cho quý vị và các bạn sở hữu. Đấy, một chiếc xe tuyệt vời luôn để cho các bạn sở hữu này. Đèn đỗ rừng của nó rất đầy đủ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, mình đã làm video về con Spark đời 2011 tư nhân chính chủ biển thành phố Hà Nội. Bạn nào có nhu cầu là mua, xin hãy liên hệ với mình theo địa chỉ tại ngã tư Triệu Hoa, Mê Linh, Hà Nội. Số điện thoại 0985723326. Mình là Dũng. Và đây là các dòng xe bên mình có, hiện có. Bạn nào mua em nào chúng mình đều có. Đây các bạn này.
tất cả những con xe mình bán ra trong dịp này sẽ được tặng quà các bạn một giỏ quà, giỏ quà đón xuân 2020. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.